Hoài Phương xin chào mọi người. Hôm nay mình có một số máy câu nhật bãi muốn giới thiệu đến mọi người. Giá này mình báo trên video, giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Sau đây mình sẽ giới thiệu con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên mình muốn giới thiệu thì nó sẽ là một con máy siêu star FX35 như vậy. Con này hàng của nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, Korea. Ngoại hình tổng quan của máy nhé. Con này cối của nó sẽ là cối carbon, thân carbon, tay quay là tay quay kim loại. Ngoại hình ở ngoài khá là nhỏ gọn. Máy dòng này sẽ gọn và nhẹ nha mọi người. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Con này sẽ có ratio là 1:4.6. Còn về thông số cước nó thì mình sẽ có như vậy. Con này là cước 0.30, tương đương số 3, mình vào được 120m. Còn về cước số 2 nha, mình sẽ vào 170m, tương đương là 0.25mm á mọi người. Thì con này là 0.25mm, cước số 2, 170m, size máy là 2000, size cũng nhỏ gọn thôi, ở đây là chặn cước. Phần nắp thì sẽ như vậy. Lăng sáng bóng, gạt cước, hoạt động tốt. Xả mũi pin mình xả phía sau nha. Một con máy sóng, lưỡi gà hoạt động tốt, đây sẽ là tiếng lưỡi gà của máy. Thì tiếng lưỡi gà mọi người có thể xoay qua bên đây cũng được, xoay lại bên này cũng được nhé. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được luôn. Máy chạy mượt mà, chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều nha mọi người, đảo chiều mượt luôn, máy quay tới mượt mà. Và đây nó sẽ là một con dòng máy đua chuột, tên của nó là Silstar FX35. Hàng của nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nha, dòng carbon gọn nhẹ, giá là 220k, số 1 220k. Tiếp theo mình đến với con số 2. Số 2 mình muốn giới thiệu với mọi người thì nó sẽ là một con của Daiwa nha. Con này là của thương hiệu Daiwa. Tên của nó là Regat S nha mọi người, Regat S 2550B. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Thái Lan như vậy. Ngoại hình tổng quan nhìn chung rất sáng đẹp luôn. Nói chung cũng tầm được 90 á mọi người. Sáng và đẹp ha, 85-90 gì đó. Ở đây là chặn cước nè. Rồi mình zoom một vòng nha mọi người. Thì con này cối của nó sẽ là cối carbon. Thân này thân carbon, tay quay là tay quay kim loại. Máy ở ngoài thì cũng gọn thôi. Ngoại hình tổng quan như vậy. Đây, phần đuôi chuột này mọi người. Tay quay thì đổi tay trái hay tay phải đều được. Còn về thông số cước á, thì con này nó sẽ có thông số cước như vậy. Cước số 3 mình sẽ vào được là 150m nha. Để mình zoom gần lại một xíu. Cước 3 thì là 150m. Con này size 3000 nha. Cái tên ở đây sẽ là 2550B. Size là size 3000. Cước 3 150m. Ở đây là chặn cước luôn. Phần nắp thì sẽ như vậy, có chữ đai qua. Lăng sáng, gạt cước, hoạt động tốt. Xả mô pin mình xả phía sau như vậy nha. Đây, mọi người xả mô pin phía sau như vậy. Một con máy sóng, lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của máy, thì mọi người có thể xoay qua, xoay lại gì cũng được nha. Tiếng lưỡi gà sẽ vậy. Khá là thanh luôn. Mình xếp một bên mình cũng sẽ xếp phía sau như vậy. Tay quay mình đổi trái hay phải đều được. Dạng gập, mọi người bấm nút ở đây. Gập lại, sử dụng mở ra. Đổi tay trái phải đều được nha. Máy chạy, máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều ở phía dưới nha mọi người. Đảo chiều êm ru luôn. Máy quay tới nè. Máy quay tới mượt mà. Và con này nó sẽ là một con Daiwa Regat S, tên là 2550B là tên máy. Thì con này dòng máy đuôi chuột, size máy sẽ là size 3000 nha. Hàng Thái Lan. Con này có giá là 400k. Số 2 400k. Tiếp theo mình qua đến con số 3. Số 3 thì mình qua đến một dòng cũng của Daiwa luôn mọi người. Con này lại tiếp tục của Daiwa nè. Tên của nó là Swiftfire 4000 nha. Hàng của nó sẽ là hàng của China, xuất qua thị trường Nhật, made in China như vậy. Ngoại hình tổng quan, con này nhìn chung sáng đẹp, cũng có trầy xước một vài chỗ theo năm tháng. Cối nó sẽ là cối carbon, thân carbon, tay quay này là tay quay kim loại nha. Ngoại hình thì mọi người zoom cùng mình ha. Đây, ngoại hình tổng quan thì mọi người sẽ tham khảo như vậy. Đây nha. Tay quay mọi người đổi tay trái hay phải đều được. Rồi để mình coi thử. Ở đây thì sẽ là chặn cước nè. Về thông số cước nha, 4000 đã là tên máy rồi. Thì thông số cước mình sẽ có như vậy. Để mình zoom lại gần xíu. Con này á, cước số 5 mọi người vào được là 200m. Cước số 6 là 150m. Thì con này size của nó là size 6000 luôn. 4000 này sẽ là tên, 6000 sẽ là size của máy. Để mình coi phía dưới này có gì nữa không. Hết rồi mọi người, thì bên này cũng vậy luôn nha. Cước 6 150m, size là 6000. Phần nắp thì sẽ như vậy. Nắp sáng nè.
lăng sáng. Gạt cước hoạt động tốt. Gạt cước sẽ như vậy mọi người, gạt động hoạt động tốt mọi người. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Cái này mình xoay qua xoay lại gì đó cũng được. Tiếng lưỡi gà con này thì khá là thanh như vậy. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Máy chạy. Máy chạy mượt mà nha. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều nè mọi người. Đảo chiều mượt luôn nha. Máy quay tới mượt mà. Và con này thì nó sẽ là một con của thương hiệu là Daiwa nha. Tên của nó sẽ là Swiftfire nè mọi người. Swiftfire 4000 là tên. Size máy sẽ là size 6000. Hàng của nó sẽ là hàng của China nha. Và con này sẽ có giá là 350k. Số 3, 350k. Tiếp theo thì mình qua đến con số 4. Số 4 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ đến với một con carbon size lớn nha mọi người. Thì con này nó sẽ là một con Super Cutter nè. Super Cutter SS 5000 của thương hiệu là Tatis Enjoy nha. Thương hiệu này thường là của Hàn nè. Con này của Hàn Quốc luôn nha mọi người, Korea như vậy. Ngoại hình tổng quan thì nhìn chung sáng và cũng có trầy xước theo năm tháng ha. Con này cổ của nó là cổ carbon, thân carbon, tay quay là tay quay kim loại một chạm on tết nha mọi người. Thì tí mình báo sau vậy. Ngoại hình tổng quan thì mọi người tham khảo cùng mình một vòng. Ngoại hình thì mình thấy sáng đó và cũng có trầy xước một vài chỗ. Tay quay đổi tay trái hay phải đều được hết. Ở đây nó sẽ ghi là Super Cutter SS 5000. Còn về thông số cước để mình xem thử nha. Tên là 5000 rồi mọi người. Còn thông số cước là cước số 6 mọi người vào được là 160m. Size của nó sẽ là size 6000 nha. Cước 6 160m size 6000. 5000 là tên, 6000 là size máy. Bên này cũng in y vậy luôn. Là cước 6 160m size 6000. Phần nắp sẽ vậy. Lăng sáng bóng. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt, đó là tiếng lưỡi gà của máy nhé. Thì mọi người có thể xoay qua, xoay lại gì đó cũng được. Ở đây mình thấy có chặn cước nữa nè. Mình siết nắp thì cũng dễ siết trên này. Tay quay mọi người đổi trái hay phải đều được nha. Một chạm on tết là mình chỉ cần chạm vào đây thôi mọi người. Đây, mình nhấn cái nút này nha, là mình gặp lại, sử dụng mình mở ra thôi. Rất nhanh gọn. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều nha. Đảo chiều êm ru à. Mình coi còn thông số gì nữa không? Hết rồi mọi người, chỉ vậy thôi à. Máy quay tới mượt mà. Và con này nó sẽ là một con Super Cutter SS 5000 là tên máy. Size của nó thì sẽ là size 6000 nha. Hàng của Hàn Quốc, dòng máy carbon. Giá là 450k. Số 4, 450k. Tiếp theo mình qua đến với con số 5. Số 5 mà mình muốn giới thiệu với mọi người thì nó tiếp tục đến với một con là Super Cutter SS 5000 luôn nha mọi người. Đây, SS 5000 nha. Hàng của nó thì cũng sẽ là hàng của Hàn Quốc, Korea như vậy. Ngoại hình tổng quan nhìn chung sáng và cũng có trầy xước theo năm tháng. Cối của nó sẽ là cối carbon, thân carbon, tay quay là tay quay kim loại. Ngoại hình tổng quan sẽ như vậy nha. Nói chung là sáng và cũng có trầy xước theo năm tháng. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Về thông số cước thì nó cũng giống con kia thôi. Là cước số 6 mình vào 160m, size là 6000. Thương hiệu cũng vẫn là Tatis Enjoy nha mọi người. Cước 6, 160m, size máy là 6000. Phần nắp lăng sáng bóng. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Đây sẽ là tiếng lưỡi gà của máy, thì mọi người có thể xoay qua xoay lại gì đó cũng được nha. Tiếng lưỡi gà sẽ dài. Mình siết nắp thì mình cũng sẽ siết ở đây. Tay quay nó vẫn là tay quay on tết nha mọi người. Là tay quay một chạm nha. Là mình bấm cái nút ở đây. Mình bấm nút ở đây, sau mình gặp lại, sử dụng thì mình mở ra, đổi tay trái, tay phải đều được. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều luôn nha. Đảo chiều mượt. Máy quay tới mượt mà. Và con này nó sẽ là một con Super Cutter SS 5000 là tên. Nhưng mà size nó tới 6000 lận. Là tên 5000, size 6000 nha mọi người. Cước 6 160m như vậy. Hàng của Hàn Quốc, dòng máy carbon. Và con này giá của nó là 450k nha. Số 5, 450k. Tiếp theo thì mình qua đến với con số 6 ha. Số 6 thì mình qua đến một dòng nội địa Nhật rất là bền luôn. Con này nó sẽ là dòng Daiwa Sport nha mọi người. Dòng thể thao này, Daiwa Sport 5000. Hàng của nó sẽ là hàng nội địa Nhật và nó không có in Japan ở đây nha. Đó, nói chung là con này nó sẽ không có in Japan luôn mọi người. Không in Japan ở đây.
ổ mai thì khi mà mọi người nhận hàng sẽ cảm nhận được con này rất là chắc luôn, cầm khá là nặng và chắc tay luôn á. Cối của nó thì sẽ là cối kim loại, thân kim loại, tay quay kim loại nha. Thì mọi người sẽ thấy là phần cối này người ta thiết kế rất là đặc biệt luôn. Đây mọi người sẽ thấy nha, phần cối thì nó sẽ chia ra làm phần dưới nè, phần trên này và cái viền này nữa. Thì mình sẽ dùng một vòng cối cho mọi người tham khảo đây. Nó khá là lạ luôn mọi người. Dòng này thì bền nên là mình cũng không cần giới thiệu nhiều. Nó sẽ không có in Japan. Ngoại hình tổng quan thì mọi người dùng cùng mình ha. Con này thì mình thấy ngoại hình sáng đẹp nha, và cũng có trầy xước một vài chỗ theo năm tháng. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được. Sẽ không có in thông số cước. Và con này size của nó sẽ là size 10.000 nha. Nói chung là size máy 10.000. Phần nắp sẽ như vậy. Con này có chế độ khóa cối. Bây giờ mình đến đầu tiên lăng nhộn ở đây là phần lăng. Gạt cước hoạt động tốt. Xả mô bin hình mở chỗ này. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của máy. Mọi người có thể xoay qua, xoay lại gì đó cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ như vậy. Mình siết nắp lại giùm mình. Xong rồi mọi người cần dùng đến một cái tua vít như vậy. Mình nó đang ở nút on nè mọi người. Là nó đang khóa cối nha. Thì mình sẽ chuyển nó sang nút off như vậy. Nút off. Xong rồi mình mở ra rất là nhẹ nhàng luôn. Nhanh gọn lẹ ha. Đây là bên trong. Bên trong mình thấy sáng đẹp nè. Và khi mà mọi người mở cái này á, thì mình có hai cách luôn. Khi mình bật cái này qua nút off đúng không, thì mở theo cách này cũng được. Là mở rồi nắp nó ra luôn. Đây nè mọi người. Đó, mở rồi nắp thì sẽ về bên trong nha. Rồi bên trong. Nhưng mà mình thấy cách kia nó nhanh hơn á mọi người. Là mình chỉ cần vặn cái tua vít qua bên chữ off xong rồi mở nắp, dễ nhanh gọn lẹ hơn. Chứ mở cái này thì mình thấy nó cũng không có cần thiết lắm ấy. Đây. Mọi người muốn khóa cối thì mình nhớ siết cái nắp này chặt lại giùm mình nha. Sau đó thì chúng ta sẽ lại bật qua nút on như vậy. Là cái cối nó đã dính vào rồi. Mà muốn mở cối thì nhanh lắm mọi người, một chạm thôi, qua nút off. Vậy, nhanh gọn. Còn bình thường á mọi người câu cá thì mọi người cứ để nút on này nha. Mình xả mô bin bình thường và nó không có ảnh hưởng gì đến vấn đề xả mô bin của mình hết á. Và cố nó vẫn cứng ngắc như vậy. Tay quay mọi người đổi tay trái hay tay phải đều được nha. Tay quay dạng gập. Mình vặn ở đây. Gập lại, sử dụng mình mở ra. Đổi tay trái tay phải đều được. Ai mà thích máy nhôm bền thì nên chốt con này nha. Nó rất là bền luôn. Tay quay đổi trái hay phải đều được. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Nghe tiếng máy chạy là thấy đã luôn mọi người. Rút chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều mượt. Máy quay tới mượt mà. Và con này nó sẽ là một dòng nội địa Nhật Daiwa Sport 5000 là tên. Toàn thân kim loại. Size là 10.000 nha mọi người. Hàng nội địa không có in Japan ở đây. Giá là 650k nha. Số 6 650k có khóa cố như vậy. Rồi tiếp theo thì mình qua đến số 7. Số 7 thì mình qua đến một con máy khá là đẹp, vàng vàng như vậy nha mọi người. Con này thì nó sẽ là một con của thương hiệu Daiwa rồi. Daiwa thì nó ở bên đây. Tên của con này nha mọi người, nó sẽ là một con Regat Z 2500C. Thì thường đọc cái này đúng là Regal, nhưng mà mình thích đọc Regat hơn, nó dễ đọc hơn mọi người. Regat Z 2500C. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Thái Lan nha, made in Thái Lan. Màu của nó sẽ là màu xám lông chuột như vậy. Và phía sau nó thì nó sẽ có một cái phần màu gọi là màu vàng chói như vậy nè. Rất là đẹp luôn mọi người, đai qua như vậy. Đó, thiết kế như vậy hay ha. Rồi bây giờ ngoại hình tổng quan thì con này mình thấy rất sáng và đẹp nha. Đây mọi người có thể zoom nè, rất sáng đẹp luôn. Sau này hai con này người ta làm ốc vàng luôn. Tay quay trái phải đều được. Tên của nó là Regat Z mọi người, 2500C. Ở đây á, là chặn cước nha. Ở đây là chặn cước này, có chữ đai qua. Rồi ở đây thì sẽ có ghi là ABS như vậy. Còn về thông số cước để mình coi thử. Mili. Đây mọi người sẽ thấy là ở đây thông số cước nha. Cố thì mình thấy ghi chữ ABS như vậy. Về thông số cước là cước số 2 mình sẽ vào được 220m, cước số 3 là 150m. Thì con này size của nó là size 3000 nha. Cước 3 150m, size máy 3000, 2500 là tên. Phần cối như vậy. Phần cối thì nói chung là nhìn chung cũng sáng đó mọi người. Đai qua. Lăng mạ vàng sáng. Để mình zoom xíu ha. Lăng mạ vàng sáng nè. Gạt cước hoạt động tốt, bốn tăng tắc luôn. Con này cối của nó sẽ là cối kim loại. Thân này là thân carbon và tay quay là tay quay kim loại nha mọi người. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Đây sẽ là tiếng lưỡi gà của máy nhé. Mọi người có thể xoay qua đây, xoay lại đây cũng được.
Con này mẫu mã của nó rất là đẹp luôn á. Nhìn hay hay. Tay quay mình đổi trái hay phải đều được nha. Tay quay dạng gập, bấm nút đây, gập lại sử dụng mình mở ra thôi. Máy chạy. Máy chạy êm ru à. Chặn thì mình thấy dừng liền như vậy, rất là mượt mà. Đảo chiều mọi người bật ở phía dưới. Đảo chiều cũng êm. Bây giờ mình quay lại tới nha. Máy rất là mượt luôn á mọi người. Và đây nó sẽ là một con Daiwa Rigat. Rigat gì đây? Daiwa Rigat Z 2500C. Size máy là 3000. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Thái Lan, xuất qua thị trường Nhật nha mọi người. Và con này giá của nó là 750k. Số 7, 750k. Tiếp theo mình qua đến con số 8. Số 8 thì mình qua đến một dòng nhỏ mà có vỏ, rất là đã luôn. Con này nó sẽ là một con Daiwa nha, Emblem X1500T. Hàng của nó là hàng của Japan luôn nha mọi người. Ngoại hình máy thì rất là đẹp, nói chung là tầm 85-90 gì đó, sáng mà đẹp. Ở đây là chặn cước nè, cối kim loại. Thân này là thân carbon, tay quay kim loại, núm tay quay núm gỗ, sáng đẹp như vậy. Ngoại hình tầm 85-90, rất sáng và đẹp luôn. Máy thì ở ngoài nhỏ nhỏ, rất đẹp nha mọi người. Daiwa nè. Tay quay đổi trái hay phải đều được. Rồi còn về thông số của nó nha, nó sẽ có ratio, ratio rất là cao, để mình zoom lại gần cho mọi người dễ tham khảo. Thì ratio của nó sẽ là 1:5.3 luôn, cực kỳ cao. Chạy tới 4 mặt đạn nha mọi người. Máy nhỏ mà chạy tới 4 mặt đạn luôn nè, 4 bearing. Ở đây là chặn cước. Còn về thông số cước nha, mình sẽ có là cước 1.5 mình vào 130m, size 1000-1500. Phần cối sáng đẹp, cối này là cối kim loại luôn. Phần nắp thì sẽ như vậy. Lăng mạ vàng sáng bóng, có phần bọc để bảo vệ con lăng. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt nha mọi người. Đây, cái lưỡi gạt của nó sẽ dày nè. Một con máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt, mọi người có thể xoay qua đây cũng được, xoay lại cũng được. Tiếng lưỡi gạt rất là hay. Và con này thì dành cho ai thích size nhỏ, size 1000-1500 mà chạy nhiều mặt đạn nữa. Con này chạy tới 4 mặt đạn, ratio cao 1:5.3 luôn. Gạt cước tốt. Tay quay mình đổi trái hay phải đều được nha. Tay quay dạng gập, bấm nút gập lại sử dụng mở ra. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Êm ru luôn á mọi người. Máy quay tới mượt mà. Và con này thì nó sẽ là một con Daiwa nha mọi người. Dòng máy Daiwa Emblem X1500T. Là tên máy, size dao động 1000-1500, chạy 4 mặt đạn, ratio cao 1:5.3. Máy nhỏ gọn đẹp nha, hàng Japan. Con này có giá là 850k, số 8, 850k. Tiếp theo mình qua đến con số 9. Số 9 thì mình qua đến một con rất đẹp, cối vàng như vậy. Thì bây giờ mình đến, nó có một cái bao máy đi kèm mọi người. Bao của nó thì là bao Shimano như vậy nha, bao cũng nhỏ này. Con máy nhỏ, bao cũng nhỏ, như thế này. Đây, ở đây là phía sau nha mọi người. Thì mình thấy nó cũng dính vài chấm chấm, nói chung là bị bám bẩn theo thời gian á. Thì có gì về mọi người giặt nha. Đây, bao Shimano. Rồi bây giờ mình đến với con máy. Con máy này thì nó sẽ là một con của Shimano. Tên của nó là Anod XT2500SDH nha mọi người. Hàng của nó sẽ là hàng của Malaysia, xuất qua thị trường Nhật. Ở đây sẽ có giá một cái tên chữ Shimano như vậy. Ngoại hình con này nói chung rất sáng và đẹp luôn. Cũng tầm 85-90 gì đó ha, rất sáng đẹp. Cối của nó sẽ là cối vàng nha mọi người. Cối vàng bóng như vậy, đẹp lắm. Cái cối phải nói sao đây cho mọi người cảm nhận nha. Là cái cối nó rất là dày luôn. Ở ngoài mọi người sẽ cảm nhận nè. Nó dày cỡ này luôn nè mọi người. Cối vàng mà dày cỡ này luôn. Thì dòng này sẽ là một dòng tay quay đôi. Máy thì ở ngoài đẹp tầm 85-90, sáng và đẹp. Cối của nó sẽ là cối kim loại rất là dày, màu vàng như vậy ha. Tay quay là tay quay kim loại, thân là thân carbon. Hai bên in chữ nè mọi người, Shimano, Shimano, rất đẹp. Bây giờ mình zoom một vòng máy cho mọi người tham khảo. Rất đẹp luôn á. Đây, ngoại hình nè. Sáng đẹp luôn. Tay quay mình đổi tay trái hay tay phải đều được luôn nha. Và tên của con này á thì nó sẽ là 2500SDH nha mọi người. S là dạng cuối nông á mọi người. Thì về thông số của nó sẽ như vậy. Thì cái cối của con máy như vậy có sao mình quay vậy. Về thông số của nó nha, mình sẽ có hai thông số là fluoro. Thì fluoro số 4 mọi người vào 130m. Còn dây BE là 0.8 mọi người vào 150. BE số 1 mình vào 110. Con này size của nó sẽ là size 2500 nha. Phần cối rất đẹp. Ở đây là chặn cước. Ở đây còn thấy có cái tem cối luôn nha mọi người. Có tem cối như vậy nữa. Cối thì phối giữa màu bạc và màu vàng rất đẹp như vậy. Nắp nè. Nói chung mấy con này nhìn ở ngoài rất đã luôn ấy.
Mình mê mấy cái con mà cối vàng lắm mọi người, không hiểu sao luôn á. Lăn sáng bóng nha. Và cứ hoạt động tốt. Một con máy sống lựa cho hoạt động tốt, đấy là tín hiệu già của máy, thì mọi người có thể xoay qua đây, xoay lại như vậy cũng được, xoay hướng nào cũng được hết đó mọi người. Cái cối đẹp quá à. Tay quay mình đổi tay trái hay phải đều được nha. Tay quay nó sáng, sáng đẹp như vậy luôn. Và dạng nó là tay quay đôi. Máy chạy nè, máy chạy mượt và nhanh. Chặn thì dừng liền, có chế độ chặn dừng liền thế này nha mọi người, rất mượt luôn á. Rồi đảo chiều nè, đảo chiều êm ru. Mình quay tới lại một lần nữa nha. Đây. Máy rất mượt và đã. Thì con này nó sẽ là một con Shimano Anod XT 2500 SDH nha mọi người. Thì cái phần cố của nó mình thấy cũng khá là nông ra như vậy. Size máy là size 2500, tay quay là tay quay đôi. Hàng của Malaysia xuất qua thị trường Nhật nha. Con này thì có bao máy đi kèm và giá của nó là 1.200.000, số 9 1.200.000. Tiếp theo mình qua đến với con số 10. Cái con mà mọi người chờ đã lâu lắm rồi thì mình mới về luôn á. Đây mọi người, size cực kỳ to. Con này nó sẽ là một con Daiwa Hipower Million Max 9000 nha, con mà mọi người chờ lâu lắm rồi. Hàng của nó thì sẽ là hàng da ban như vậy. Và ngoại hình thì con này nói chung là sáng đẹp, cũng có trầy xước nhưng mà nhìn chung rất sáng và đẹp. Cối của nó là cối kim loại, thân kim loại, tay quay kim loại luôn nha mọi người. Ở đây nó sẽ ghi cho mọi người là 3 ball bearing, con này sẽ chạy 3 lạc đạn. Ratio của nó sẽ là 1:3.1 nha. Ngoại hình tổng quan màu vàng ống như vậy rất là đẹp luôn. Ngoại hình sáng đẹp, có trầy xước một vài chỗ theo năm tháng. Tay quay mọi người đổi tay trái hay phải đều được. Rồi còn về vài thông số của nó ha. Mình dùng một vòng cố chứ đã rồi tính. Đây. Thì mình dùng một vòng cố nè mọi người. Đây một vòng cố của nó. Đây ngoại hình tổng quan. Đây là phần cố nhé. Thì bên trong mọi người sẽ thấy là rất là sáng và đẹp luôn. Cố vàng ống như vậy. Nhìn đã quá ha. Đây là phần nắp nha mọi người. Nắp rất là đẹp. Lăng sáng bóng luôn này. Nhìn con lăng rất là to. Sáng bóng luôn. Có một cái phần chỗ này nữa để bảo vệ con lăng nữa. Đây là bên đây. Giờ mình lại zoom một vòng ngoại hình nữa nha mọi người. Da ban nè. Ngoại hình nè. Đây. Tại tính mình cũng khá là kỹ á, nên mình cũng muốn zoom kỹ cho mọi người tham khảo. Đây phần nắp. Rồi còn về thông số cước để mình coi thử nha. Ở đây thì nó ghi là Million Max Daiwa rồi. Million Max luôn. Về thông số cước của nó sẽ có vài thông số như vậy. Ở đây là nó sẽ có một cái tối thiểu cho mọi người. Là tối thiểu của nó thôi nha. Là cước 12-140m. Và tối đa thì nó sẽ có 3 cái thông số. Là cước 16-190, 18-140 và 20-125. Thì con này size của nó sẽ là size 16.000 mọi người. Tối đa là 16.000. Vì cước 16 mình vào được là 170m nè. Size 16.000. Phần nắp thì sáng đẹp như vậy. Lăng sáng bóng nha. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. Và phải nói là mấy cái dòng máy vàng này nè mọi người, cái tiếng lưỡi gà nghe đã ghê luôn. Nó vang và nó thâm như thế này luôn. Mình có thể xoay qua xoay lại gì đó cũng được. Nó vang và thâm lắm. Con này có cốt trợ lực luôn. Đây là bên trong của nó nha. Đây là phần nắp. Phần cối nè. Rất đẹp mọi người ha. Đây bên trong vàng ống luôn. Rồi bên trong nó sẽ có cốt trợ lực như vậy nữa. Cốt trợ lực nè. Bên trong cũng vàng ống luôn mọi người. Nhìn con máy nó đã là sao á. Đây. Rồi. Phần cối nha mọi người. Sáng vàng ống luôn. Lấp lánh lấp lánh. Tiếng lưỡi gà thì vang như vậy nữa. Ngoài cốt trợ lực chạy 3 vạc đạn rồi nha. Con này còn có chế độ tắt bật tiếng kêu nữa mọi người. Thế là mình muốn có tiếng gì là có luôn. Tay quay nó sẽ là dạng gập nha. Mình bấm nút ở đây. Gập lại sử dụng mở ra thôi. Đổi tay trái tay phải đều được. Bây giờ là chế độ có tiếng nè mọi người. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Và phải nói là con này rất là mượt mà. Rồi bây giờ mình muốn không gian vắng lặng một xíu. Mình tắt tiếng. Đây. Máy rất mượt nha mọi người. Chốt chặn. Hoạt động tốt. Rồi đảo chiều. Đảo chiều thì êm ru rồi. Quay thêm lần nữa. Rất êm luôn. Đây là khi không gian vắng lặng nè mọi người. Là không có tiếng nha. Rồi bây giờ mình muốn có tiếng để nghe nó hay 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 hay. Rất là đã.
Và mình báo lại một lần nữa nha, thì tóm gọn lại con này một xíu nữa, thì dòng của nó sẽ là dòng Daiwa rồi mọi người. Daiwa Million Mark 9000 là tên máy. Size của nó sẽ là size 16.000, chạy 3 bạc đạn, có cốt trợ lực, tắt bật tiếng kêu, màu vàng cực kỳ đẹp như vậy, hàng Japan. Nói chung ngoại hình thì cũng có trầy xước nha mọi người, nhưng mà nhìn chung rất sáng đẹp. Con này giá của nó sẽ là 1.600.000 nhé, con số 10, 1.600.000. Tiếp theo mình đến với con 11. 11 thì mình qua đến một con về là cháy hàng luôn mọi người. Con này nó sẽ là một con Ben nha, Ben 5500 SS là tên máy. Hàng của nó thì sẽ là hàng của USA, hàng Mỹ nha mọi người. Đây thì mọi người sẽ tham khảo là con này là hàng của USA. Ở dưới này nó sẽ có chữ là Made in USA. Ngoại hình tổng quan thì dòng này sẽ là dòng Ben gọn nhẹ, tại vì nó làm chất liệu carbon nha. Cối của nó thì sẽ là cối kim loại, thân này là thân carbon, tay quay là tay quay kim loại. Ratio cao này mọi người, ratio thì người ta ghi là 14.6 là ratio của máy. Ngoại hình con này thì báo bao nhiêu đây ta? Cũng thôi tầm cũng 90 chứ, rất sáng đẹp ha. Máy ở ngoài con này thì nếu mà ở ngoài mọi người cảm nhận thì nó sẽ là gọn và nhẹ, là những cảm nhận mà mình cầm con máy mình thấy vậy. Đây ngoại hình tổng quan này mọi người. Ở đây nó sẽ có ghi tiếp tục cho mình là Made in USA như hàng Mỹ. Ngoại hình tổng quan như vậy thì cũng được tầm 90, có khi hơn đó mọi người, nhưng mà mình báo vậy ha. Ở phía sau nè, tay quay thì mọi người đổi tay trái, tay phải gì đó đều được nha. Cối kim loại, tay quay kim loại, thân này sẽ là thân carbon. Rồi còn về thông số gì khác nữa không ta? Con này thì nó sẽ có là thông số cước như vậy. Ở đây nó sẽ có thông số cước là mili nha mọi người, là cước 0.33 mili. Mọi người vào được là 252m. Cước 0.38 mili thì mình sẽ vào được là 206m. Thì con này size của nó dao động là 5.500 đến 6.000 nha. Phần cối thì sáng đẹp như vậy, cối có một màu vàng rất đẹp ha, màu vàng cũng nhẹ nhẹ thôi à. Phần nắp thì có chữ Ben, lăn thì sáng bóng. Nói chung là đẹp tầm 90 nhưng mà có khi hơn, nhưng mà thôi cứ báo vậy đi. Gạt cước hoạt động tốt, máy thì gọn và nhẹ, size thì tầm 6.000 đó mọi người. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt, đây là tiếng lưỡi gà của máy nha, thì mọi người có thể xoay qua xoay lại gì cũng được hết. Rồi đây là phần nắp rất đẹp rồi ha. Giờ mình đến với phần cối nè, cối sáng bóng luôn mọi người, lại là cối vàng, kiểu mình bị mê mấy cái cối màu vàng vàng như dài ghê, đẹp quá à. Rồi và đây là bên trong, thì bên trong này thì chất liệu của nó là carbon nè. Và đây là phần cốt trợ lực nha, thì cốt trợ lực nó cũng có một cái màu vàng nhẹ nhẹ như thế này. Đây. Rồi đến phần cối ha, cối sáng đẹp. Tiếng lưỡi gà này mọi người rất là thích. Tên của nó sẽ là Ben 5500SS nha. Đây là phần nắp của nó luôn. Tay quay nó sẽ là tay quay dạng siết ren nha mọi người. Gạt cước tốt, tay quay siết ren. Thì khi mà mọi người muốn gặp tay quay như thế nào đó thì mình bật ngược lại như thế này giúp mình nha. Đây, tại tay mình nó hơi yếu đó mọi người. Đây. Thì mình mở như thế này, mọi người có thể tháo rời ra luôn á. Là như vậy, bên trong nè. Còn khi mọi người gắn tới thì mình sẽ gắn như vậy. Mình quay theo chiều cá kéo nha. Đây, mình quay theo chiều cá kéo như vậy mà mình siết chặt để sử dụng. Đổi tay trái, tay phải đều được luôn. Máy chạy, máy chạy êm ru, rất mượt mà. Chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều nha mọi người, đảo chiều cũng êm luôn. Máy quay tới nè, máy quay tới mượt mà, êm ru à. Và đây thì nó sẽ là một con Ben 5500SS, hàng của Mỹ nha, USA. Dòng máy Ben carbon gọn nhẹ, cối kim loại, tay quay kim loại. Thân này sẽ là thân carbon. Size của nó thì sẽ là tầm 6.000, ratio là 14.6, có cốt trợ lực. Giá của nó sẽ là 2.200.000 nha. Máy 11, 2.200.000. Tiếp theo thì mình qua đến con 12, dành cho ai thích dòng cốt trợ lực. Con này thì rất là bền rồi. Con này nó sẽ là con Daiwa Sportmatic GS5000, ratio cao 14.7. Và về bạc đạn của nó sẽ là hai bạc đạn mọi người, hai Bomberin. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan. Ngoại hình tổng quan của con máy, con này cối là cối kim loại, thân kim loại, tay quay kim loại luôn nha. Nói chung là full kim loại á mọi người. Ngoại hình tổng quan nhìn chung sáng và cũng có trầy xước một vài chỗ theo năm tháng nha. Cũng có trầy xước theo năm tháng đó. Tay quay mình đổi trái hay phải đều được nè. Còn đây là phần cối, thì thông số cước tối đa của nó là cước 10, 190m, size sẽ là 10.000. Phần cối bên trong thì sẽ như vậy nha mọi người. Đây. Phần nắp nè,
lăn sáng nhé. Và cước tốt. Một con máy sống giữ gà hoạt động tốt, đấy là chiếc nữ gà của máy nhé. Thì mọi người có thể xoay qua xoay lại cũng được. Và con này thì có cốt trợ lực luôn, ngoài hai bạc đạn thì còn có cốt trợ lực nữa. Đây thì mọi người mở ra bên trong nè, đây là phần cốt nha mọi người. Đây, nhìn đã ha, bên trong nè, sáng đẹp như vậy. Rồi cái này mọi người gắn lại. Đây, khi nào nó vô khớp nó sẽ vậy mọi người. Mình gắn nắp ở đây luôn nha. Siết nắp thì mình siết ở phía trên này. Gạt cước thì tốt vậy. Tay quay mọi người đổi trái phải đều được. Dạng gập, bấm nút, gập lại, sử dụng là mở ra thôi. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Con này máy chạy rất là đã luôn mọi người. Chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều nha. Đảo chiều em ru à. Máy quay tới mượt mà. Và con này sẽ dành cho ai thích dòng máy full kim loại nha. Full kim loại mà còn có cốt trợ lực nữa. Full kim loại, có cốt trợ lực, chạy hai bạc đạn, radio thì cao nè, 14.7. GS5000 là tên, size thì tới 10.000 luôn, hàng Japan. Và con này nó sẽ có giá là 1 triệu nha. Con 12, 1 triệu. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766, gặp Phương để đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người.